Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với video cho cá beta ăn run đất. Rồi run đất 100% nha các bạn. 100% là run đất mình đào chứ không phải là chỉ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho nó ăn. Mình gắp con run lên nha. Đây các bạn, con run đất của chúng ta đây. Bây giờ cho anh chàng này ăn trước đi nha. Ồ, nhìn vậy chưa tới một nốt nhạc luôn. Rồi tiếp theo nha các bạn, đó là hai chị bên này. Đây là còn một cái đây, ăn đi mấy bé. Đớp, đúng rồi đúng rồi, đớp đi. Chị còn lại nha các bạn, đớp đi nè. Đớp đi đúng rồi, đớp đi gần nhau đi đúng rồi. Đó, quá chuẩn. À, anh chàng của chúng ta. À, chúng ta gấp tiếp nè. Đây, một con run đất nha các bạn. Đây, anh chàng của chúng ta sẽ ăn con run này. Ăn đồ ăn đi men. Đó, đớp, đớp đi, đúng rồi. Đó, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Rồi, lưỡi anh chàng này còn nhỏ nên là chỉ ăn nhiêu đó là đủ rồi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với con lớn nha. Đây các bạn, run đất đây. Chúng ta sẽ ăn con run này. Đó, rất nhanh. Rồi. Quá, anh đã ăn quá nhanh. Phải lại cắt video nữa rồi. Đây các bạn, là một con run đất nữa. Bỏ vào rất nhanh, anh ta đớp mặt đó. Má, ngon quá đúng không? Tuyệt vời. Video này là kết thúc. Chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.